Minh Ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay Quý vị và các bạn thân mến Trong chương trình đọc truyện hôm nay Minh Ngọc sẽ kể cùng các bạn câu chuyện của một cô con dâu mới về nhà chồng Mà ngay đêm đầu tiên thay vì một đêm tân hôn mặn nồng Cô ấy lại đã choáng váng nhận ra Cuộc sống làm dâu con trong nhà của cô sẽ là những tháng ngày đầy sóng gió Gia đình của chồng cô đúng là một gia đình có một không hai trên đời với một bà mẹ chồng đặc biệt một ông bố chồng đặc biệt một người chồng cũng đặc biệt và tất nhiên cái cô con dâu mới về nhà chồng mà chúng ta sắp nghe câu chuyện của cô đây mới là người đặc biệt nhất một cô con dâu có thể khiến cả nhà chồng buộc phải bước vào quỹ đạo mới và bây giờ chúng ta cùng nghe câu chuyện của cô con dâu đặc biệt ấy các bạn nhé Tiếng pháo hoa nổ vang trời, hoa giấy bay khắp nơi, ai cũng tươi cười vui vẻ. Có lẽ người vui nhất là cô dâu chú rể vì họ là nhân vật chính. Và ngày hôm nay, tôi chính là nhân vật chính đó. Nhìn Hiệp, chồng của tôi đang tươi cười đứng bên cạnh, tôi tưởng chừng như cả thế giới này chẳng có ai hạnh phúc hơn nữa. Tôi và Hiệp yêu nhau từ những ngày còn trên giảng đường đại học chúng tôi quen nhau trong một lần sinh hoạt câu lạc bộ trên trường lúc đó tôi là hoa khôi của khoa còn hiệp chỉ là một chàng sinh viên bình thường không có gì nổi bật hồi đó nhiều người tán tỉnh tôi lắm trong đó có cả hiệp bọn họ thường xuyên qua nhà tôi chơi hẹn tôi học nhóm có những người còn tốt hơn anh về mọi mặt nhưng tôi chỉ để ý mỗi hiệp vì trong số những người tán tỉnh tôi chỉ có anh là hiền lành nhất và cũng kiên trì nhất Nhà anh nghèo nên anh học rất chăm chỉ, cũng học rất giỏi. Ai cũng bảo anh là người có trí, không sớm thì muộn, anh cũng sẽ làm lên chuyện trong tương lai. Khi chúng tôi ra trường, có công việc ổn định mới tính đám cưới. Khi Hiệp đưa tôi về ra mắt, bố mẹ anh mừng lắm, nói anh đã tìm được một người vợ tốt để lấy làm vợ. Đến khi tôi đưa anh về ra mắt thì bố mẹ tôi lại phản đối rất dữ, nguyên nhân lớn nhất là do khoảng cách giàu nghèo giữa nhà tôi và nhà anh. Nhà anh nghèo lắm, bốn người ở trong căn nhà hai tầng xây từ mấy chục năm trước. Cũng may là nhà khá rộng rãi, nên nếu chúng tôi cưới nhau về, có lẽ cũng không quá tủ túng. Nhưng nhà tôi thì khác. trong thành phố này, nhà tôi cũng được coi là nhà khá già, nếu không muốn nói là có chút giàu có. bố mẹ tôi kinh doanh nên khá dư dật lại chỉ có hai đứa con là tôi và anh trai. Thành ra, anh em tôi được cưng chiều hết sức, cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì. Nếu Hiệp cưới được tôi, thì nói đũa mốc tròi mâm son cũng không ngoa. Nhưng tôi nghĩ rằng, đã tìm được tình yêu đúng đắn của đời mình, nên nhất quyết lấy cho bằng được. Tôi dùng mọi cách từ mè nheo, tìm anh trai làm đồng minh, rồi bỏ ăn, dọa tự tử để được lấy chồng theo ý mình cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời bố mẹ tôi đành phải gả con gái đi đám cưới diễn ra đúng như ý nguyện tôi vui lắm cả hiệp và bố mẹ chồng cũng cười không khép được miệng trong ngày cưới của chúng tôi có lẽ người buồn nhất chỉ có bố mẹ tôi ngày vui của con gái dù chẳng hài lòng nhưng bố mẹ tôi cũng cố cười gượng để giữ mặt mũi cho con và gia đình chồng vì sợ tôi khổ bố mẹ cho tôi hơn 20 cây vàng và mấy trăm triệu tiền mặt. Ngoài ra, mẹ còn giấu riêng cho tôi sổ đỏ của một ngôi nhà mặt đường quốc lộ ở ngoại ô, đang cho người ta thuê làm cửa hàng. Mẹ dặn tôi giữ bí mật về ngôi nhà này, đặng nếu có chuyện gì thì còn có cái phòng thân. Mặc dù tôi còn đang đắm chìm trong hạnh phúc Lại nghĩ sẽ chẳng thể nào có cái ngày phải dùng đến đồ phòng thân Nhưng nghe lời mẹ tôi vẫn cất riêng sổ đỏ đó trong két cá nhân ở ngân hàng. Đám cưới xong, Hiệp và gia đình chồng đưa tôi về nhà, phòng tân hôn của chúng tôi ở trên tầng 2. Hiệp vừa vào phòng thì nằm vật ra giường vì mệt quá, có lẽ cả ngày chạy đi chạy lại làm lễ rồi tiếp rượu khách khứa nên anh cũng chưa ăn được gì nhiều. Tôi định thay đồ cưới ra xong thì kêu anh tắm rửa cho mát, rồi tôi sẽ tranh thủ xuống nhà nấu cho anh cái gì đó ăn lúc tôi còn đang thay đồ trong nhà tắm thì có tiếng gõ cửa là mẹ chồng tôi hình như ngó vào không thấy tôi nên bà hỏi cái linh đâu đang thay đồ trong nhà tắm mẹ tiếng chồng tôi trả lời rồi giọng mẹ chồng tôi nhỏ hẳn đi nhưng vì cửa cách âm không tốt nên tôi vẫn nghe được bà bảo chồng tôi đi xuống nhà để bà nói chuyện tôi có chút thắc mắc có chuyện gì mà mẹ chồng tôi phải gọi riêng anh xuống. Dù gì bây giờ tôi cũng đã chính thức làm dâu con trong nhà, nếu có chuyện gì thì bà cũng nên nói cho cả hai vợ chồng biết chứ. Tò mò nên tôi chờ chồng theo mẹ xuống cùng thì tôi mới mở cửa đi ra cầu thang lắng nghe. Cửa phòng mẹ chồng tôi ngay dưới chân cầu thang này, có lẽ vì nhà xây đã lâu, cửa cũng là loại khung nhôm cũ nên cách âm khá kém. Dù dưới nhà nói nhỏ nhưng tôi cố gắng lắm lắng nghe thì vẫn được. Thế hai đứa được bao nhiêu tiền mừng? Giọng mẹ chồng tôi chất vấn. Dạ con cũng chưa đếm, nhưng mà chắc cũng được khoảng mấy chục triệu. Lát về đếm luôn đi. Mà thôi, đưa đây mẹ đếm cho, để mẹ cầm luôn. Mẹ còn trả tiền cỗ với dạp cưới cho người ta. Tôi nghe thấy cũng có chút bất ngờ. Dù sao cũng mang tiếng là cưới vợ cho con trai Chẳng lẽ ông bà không chuẩn bị chút gì bây giờ con định lấy tiền mừng của con để trả tiền đám cưới cứ coi như là nhà chồng tôi nghèo không đủ tiền làm đám cưới thì cũng nên nói trước nhà tôi sẽ giúp đây lại chờ đám cưới xong mới nói lại còn coi như trách nhiệm của hai vợ chồng đòi trắng trợn như vậy mẹ mẹ nói gì vậy tiền mừng đó là tiền bạn bè người quen mừng chúng con chúng con cũng cần đi lại cho người ta chứ tiền đó có thể từ từ đi làm trả sau, chứ bây giờ tiền cỗ còn thiếu về trả luôn, không thì người ta đến đòi mẹ biết lấy đâu mà trả. Ơ ờ, mẹ! Tiếng hiệp bất lực nên thành ra nói hơi lớn, tôi trên này cũng nghe thấy rất rõ. Mà cái linh còn có tiền với vàng, mẹ nó cho đấy, cũng thừa sức trả tiền đó, còn dư ra làm vốn làm ăn ấy chứ. Đấy là tiền bố mẹ cô ấy làm hồi môn, sao lấy ra làm thế được mẹ? Tôi đứng trên này Nghe được câu nói của mẹ chồng Cũng tức anh ách Ai đời Con dâu vừa về nhà chồng Chưa được 24 tiếng Mà bị dòm ngó hết tiền mừng Đến của hồi môn Cho dù nhà tôi đúng là giàu có Thì đó cũng là công sức cả đời Gây dựng của bố mẹ tôi Rồi bố mẹ tôi cho tôi số tiền vàng đó Cũng là cho riêng tôi Để dùng lúc vợ chồng khó khăn Mà quyết định dùng hay không Thì phải là do tôi quyết định Tôi chưa thấy ai có cái kiểu suy nghĩ của mẹ chồng tôi cả Chắc chỉ có trong phim mất Nãy giờ tôi không biết là bố chồng tôi cũng ở trong phòng Có lẽ thấy mẹ chồng có phần quá đáng Bây giờ ông mới lên tiếng Bà nói cái gì vậy bà Mai Bây giờ là thời nào rồi Bà còn có cái suy nghĩ đó Còn nó lấy vợ Mình không lo được cho nó Thì nói vợ chồng nó hỗ trợ Đây bà năng nặc đòi tiền mừng của chúng nó Lại còn nhòm ngó cả tiền hồi môn của con dâu Bà không thấy xấu hổ à? Tôi làm sao mà phải xấu hổ? Tôi lấy tiền của con tôi, chứ có phải ăn cắp ăn trộm đâu. Với lại, đây là đám cưới của chúng nó. Chúng nó không lo thì ai lo? Thế tôi phải đi xin tiền của chúng nó để lo việc cưới xin cho chính chúng nó à? Bà! Mẹ chồng tôi quang quạc một hồi. Bố chồng tôi chịu thua, chẳng thể cái lại cái sự vô lý ấy. Câu chuyện tôi vừa nghe được có lẽ phải là thời phong kiến, từ thời ông bà tôi thì may còn cái suy nghĩ như vậy. Thế mà tôi được tận mắt, tận tai chứng kiến mà tôi lại còn là cô dâu ấy nữa chứ. Hình như thấy chẳng thể nói lại mẹ, Hiệp xin phép lên phòng, tôi còn nghe tiếng mẹ chồng nói với theo. Này, mai nhớ đưa hết tiền mừng cho mẹ đấy nhá, mày mà không đưa ấy, đến lúc họ đòi là mẹ bảo họ đòi mày đấy nhá. Có tiếng mở cửa phòng, bố mẹ đi ra, tôi vội quay vào phòng mình. Sau đó, dưới nhà còn lao sao thêm một lúc. Có lẽ là bố mẹ chồng vẫn đang nói nhau. Hiệp lên đến phòng, thấy tôi thì có vẻ hơi lúng túng. Anh đi vào phòng rồi ngồi xuống ở phía bàn trang điểm. Ánh mắt nhìn tôi như muốn nói điều gì. Tôi vẫn bình thản, dọn giường chăn như chưa biết gì hết. Anh đi tắm đi con gì? Hiệp nghe vậy có chút giật mình, dường như anh vẫn đang không biết mở lời với tôi như thế nào nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời tôi đi vào nhà tắm. Lúc chồng tôi tắm thì tôi cũng xuống nhà định nấu mì cho anh ăn. Nhà bếp ở phía xa phòng ngủ là dâu mới, tôi cũng không dám khu chiêng gõ trống đánh thức bố mẹ chồng, chỉ muốn khẽ khàng hết sức nấu một tô mì bưng lên. Ai ngờ, cái lúc đi xuống, có lẽ do chưa quen đường, lại thêm cái đèn flash điện thoại không đủ sáng, tôi va luôn vào cái mâm đồng cũ treo trên tường. Cái mâm rơi xuống đất cái xoảng, lại còn vang một hồi, cứ như sợ không ai biết nó bị rơi vậy. Tiếng động lớn khiến bố mẹ chồng nghe thấy vội chạy ra. Thấy tôi, mẹ chồng hỏi: còn làm gì đấy? Đêm hôm rồi con mò mẫm cái gì?" Tôi cuống quá, bây giờ mà nói nấu mì cho chồng có khi lại nghĩ tôi nói dối nấu cho tôi ăn lại đổ cho chồng lại mang tiếng con dâu mới về đã mỏ ăn với những gì tôi vừa nghe thì chắc chắn mẹ chồng tôi là người cổ hủ mà cổ hủ thì dễ có suy nghĩ như thế lắm tôi nhìn quanh thấy nhà vệ sinh ngay gần đó đành lấp liếm cho qua dạ con đi vệ sinh ạ anh hiệp đang tắm nên con đành xuống đây đi vệ sinh ạ nghe thấy thế chắc cũng đáng tin nên mẹ chồng tôi không hỏi nữa quăng lại một câu rồi quay mông đi vào. Thế đi đi, lần sau bật cái đèn lên cho sáng mà đi. Bố mẹ chồng vào rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, rồi tôi cũng chẳng dám nấu nướng gì nữa, sợ nhỡ chẳng may lại gây ra tiếng gì nữa thì hết đường biện bạch. Nghĩ vậy, tôi cũng lên phòng luôn. Khi tôi lên đến phòng thì Hiệp cũng vừa tắm xong, có lẽ anh không nghe thấy chuyện hồi nãy nên lúc ra anh chẳng hỏi gì cả. Tôi lên giường, chui vào chăn trước, cả ngày đám cưới mệt mỏi khiến tôi cũng chẳng thiết tha gì tân hôn nữa, có lẽ hiệp cũng thế. Anh lên giường ngay sau đó, thơm má tôi một cái rồi ôm tôi ngủ ngon lành. Chúng tôi có một đêm đầu tiên yên bình như vậy. Tôi bỗng nhớ về chuyện khi nãy nghe được dưới nhà của mẹ chồng nói với chồng tôi, tôi cũng có chút thắc mắc, không biết chồng có làm theo lời của mẹ không. Tôi định bụng, nếu chồng mở lời tôi sẽ đưa cho anh một nửa tiền mừng của cả hai để anh đưa phụ mẹ phần còn lại chúng tôi sẽ giữ lại làm vốn vì hồi chưa cưới tôi có nghe anh nói nhà anh tuy không giàu như nhà tôi nhưng vẫn có tiền bán đất ruộng ở quê số tiền đó thừa lo liệu đám cưới cho chúng tôi vậy chẳng có lý gì mẹ chồng lại thiếu tiền cỗ đến mức phải đòi cả tiền mừng của con thế này nguyên nhân chỉ có thể là bà muốn lấy thêm tiền của chúng tôi thôi dù biết rõ điều đó, nhưng mới về tôi cũng không muốn mất lòng mẹ chồng. Tiền tôi đưa coi như tiền chúng tôi hiếu kính với ông bà, nghĩ vậy tôi yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi chưa phải đi làm lại nên được ngủ nướng thêm, nhưng vì là dâu mới, tôi vẫn dậy sớm quét sân nhà, còn ra chợ mua ít đồ ăn để mọi người dậy ăn sáng. Lúc tôi mua đồ ăn về thì cả nhà vẫn chưa dậy. Tôi nghĩ có lẽ do hôm qua mệt quá nên mọi người còn muốn ngủ thêm. Tôi để đồ ăn sáng lên bàn, úp lồng bàn rồi lên phòng mình. Hiệp còn đang ngủ. Tôi chờ thêm một lát, xem đồng hồ đã gần 8 rưỡi mà cả nhà chưa dậy. Bình thường, nhà tôi dù giàu có, việc kinh doanh buôn bán giao hết cho nhân viên, thì 6 giờ hoặc muộn lắm là 7 giờ, bố mẹ tôi đã dậy hết. Anh em tôi vì sống trong môi trường đó nên cũng chưa từng lười biếng đến giờ này bố mẹ chồng tôi tính ra cũng lớn tuổi mà tôi nghe nói người già ngủ ít lắm lý nào lại ngủ được nhiều như vậy tự nhiên tôi thấy lo hay ông bà có vấn đề gì nhưng mà con dâu mới ai lại đi gọi bố mẹ chồng một mình như vậy tôi liền lay hiệp vẫn đang gáy khò khò chồng dậy đi tám rưỡi rồi kia dậy đi xem sao bố mẹ vẫn chưa dậy kia hiệp đang ngủ bị gọi thì ngái ngủ không chịu mở mắt mặt nhăn nhó Sao đấy vợ, mới 8 rưỡi mà Ờ, 8 rưỡi rồi đấy, bố mẹ cũng chưa dậy nữa Em sợ, hay có chuyện gì, chứ bình thường người già ngủ gì nhiều vậy Chồng tôi vẫn chưa chịu mở mắt, trở mình sang một bên Rồi gãi rối đầu tóc lên, suy nghĩ Bố mẹ vẫn ngủ thế mà, bình thường ngủ đến 9 giờ ấy Hôm qua mệt, có khi ngủ đến 11, 12 giờ Kệ bố mẹ đi, mà em cũng ngủ thêm đi, mới sớm mà nói xong hiệp quay qua ôm gối ngủ tiếp ngon lành tôi gật gật nhưng mặt cứ nghẹt ra khó hiểu thực sự là ngủ được như vậy sao tôi tưởng về làm dâu khổ lắm ai ngờ lại như vậy tự nhiên trong lòng tôi không biết nên vui hay lên buồn tôi thấy trên tv mấy trường hợp nhà mẹ chồng khó bắt dâu dậy sớm lo này lo kia dọn dẹp nấu ăn các thứ rồi vừa đi làm vừa hành lên xuống lại còn đòi tiền cũng có nhà chồng lại dễ cưng con dâu như con đẻ chiều chuộng đỡ đần đủ thứ còn nhà chồng tôi chắc thuộc loại cá biệt vì vừa đêm qua tôi vừa nghe bà đòi tiền mừng của vợ chồng tôi hôm nay thì lại cho ngủ thẳng cẳng đến trưa chẳng xét nét gì hay là do hôm qua mệt nên chưa đến lúc hành thôi Tôi nghĩ mãi cũng không ra ý nào hơn, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, chẳng có gì xác thực. Cuối cùng tôi quyết định chờ đến khi bố mẹ chồng dậy thì biết thôi. Tôi ngồi bấm điện thoại thêm hơn một tiếng nữa thì dưới nhà mới có tiếng lục đục. Xem đồng hồ thì đúng 11 giờ trưa. Có vẻ như bố mẹ chồng để báo thức thì phải. Bố mẹ chồng dậy lục tục đánh răng vệ sinh cá nhân tôi cũng xuống nhà chuẩn bị nấu cơm trưa luôn trong khi tôi nấu cơm mẹ chồng có qua ngó xem nấu nướng như thế nào tôi cố gắng nấu tươm tất gọn gàng để mẹ chồng khỏi chê hồi yêu nhau hiệp có đưa tôi về ra mắt một lần lần đó tôi cũng làm rất tốt mẹ chồng không nói gì cả nhưng hiệp bảo mẹ hay chê người ta nếu không nói gì thì chính là không có gì để chê tôi vui lắm nhưng bây giờ dù gì cũng đã làm dâu chính thức tôi cũng có chút căng thẳng. May là bà chỉ xem qua chút rồi đi vào trong nhà xem tivi. Bố chồng thì chạy đi đâu đó, có vẻ bình thường trong nhà cũng như thế. Tôi nấu xong, đang dọn cơm thì Hiệp mới xuống, mặt ngáo ngơ như vừa mới dậy. Cả nhà ăn cơm xong là gần 1 giờ chiều. Tôi và Hiệp ăn xong trước, thấy bố chồng, bố mẹ chồng vừa dừng đũa là tôi nhanh chóng đứng dậy dọn luôn. Tôi định lên ngủ thêm thì sáng đã dậy sớm rồi nhưng mẹ chồng bảo tôi ngồi xuống tôi có chút bất ngờ nhìn qua hiệp một cái anh cũng ngơ ngác như tôi lúc này tôi chợt nhớ ra chuyện tối qua mẹ chồng nói với anh liền bình tĩnh ngồi xuống mẹ chồng quay qua nói với chồng tôi trước hôm qua mẹ nói với hiệp rồi con đã nói với vợ con chưa hiệp có vẻ lúng túng đúng là anh chưa nói gì với tôi cả còn tôi mặc dù đã biết nhưng là nghe lén nên tôi vẫn tỏ ra không biết chuyện gì Mẹ chồng nhìn thái độ của chồng tôi liền hiểu ngay, bà quay luôn sang tôi, "Thế thì để mẹ nói nha, Linh, tiền mừng của hai đứa được bao nhiêu?" Bố chồng tôi ngồi bên liền dãy lên, "Ơ hay cái bà này, sao lại hỏi thế? Đấy là chuyện của chúng nó chứ." Mẹ chồng quay sang lườm bố chồng một cái, ông thấy thế định cự cãi gì nữa, nhưng có vẻ ông biết tính vợ mình, không thèm cãi nữa, hậm hực đứng dậy đi vào phòng bố chồng đi vào, mẹ chồng nói tiếp, mẹ đang hỏi con đấy, Linh, dạ chúng con được 70 triệu tiền mừng ạ, à. mẹ cần làm gì sao ạ? À? Ừ, mẹ cần trả tiền cỗ cưới cho hai đứa, muốn hay không thì cũng phải đưa cho mẹ trả nợ. Mẹ chồng nhìn thẳng vào mắt tôi nói như ra lệnh, chứ không phải hỏi ý kiến nữa. Tôi mặc dù biết trước nhưng vẫn hoang mang nhìn sang chồng. Anh lúc này tỏ vẻ không hài lòng khi mẹ lại nói một cách vô lý như vậy lúc đó có lẽ anh và tôi cùng có một ý nghĩ không tốt cho rằng mẹ chồng là người tham lam nhưng chuyện này hôm qua tôi cũng đã nghĩ xong rồi tôi bình tĩnh trả lời mẹ ạ tiền mừng này là tiền bạn bè mừng chúng con nếu bố mẹ khó khăn con xin gửi bố mẹ để chi trả nợ nần cỗ cưới một nửa số tiền ấy còn một nửa con xin giữ làm vốn đặng sau này lỡ có việc gì cần thì bỏ ra dùng không, một nửa không đủ, hai đứa phải đưa hết, không phải vẫn còn tiền với vàng hồi môn đó sao? Khi cần kíp thì lấy đó mà dùng. Cái này tôi cũng đã nằm trong dự tính, tôi lại bình tĩnh trả lời mẹ chồng, "Mẹ ạ, tiền đó là của bố mẹ con cho con phòng thân, không phải của hai vợ chồng, nên mẹ không có quyền nghĩ tới số tiền đó." Nói xong, tôi quay sang nhìn anh chồng ngồi im thiên thít nãy giờ, ý nhắc anh lên tiếng nói đỡ tôi. Hiệp cũng hiểu ý, liền nói, "Đúng rồi mẹ ạ." một nửa tiền mừng là 35 triệu rồi, cũng đủ rồi chứ ạ? À? Anh biết gì mà nói? Vừa mới lấy vợ xong đã theo phe vợ, không nói nhiều nữa, đưa hết là đưa hết, không phải cái chợ mà kỳ kèo. Lúc này, tôi cũng không nhịn nữa, đứng dậy nói luôn, mẹ, chúng con tôn trọng mẹ, đỡ đần mẹ chuyện tiền nong cưới xin, vì đó cũng là làm cho chúng con, mẹ đừng làm quá, kẻo sau này chúng con cũng không dám tôn trọng mẹ nữa. Mẹ chồng nghe tôi nói, mặt không biến sắc, nhìn tôi một lượt rồi lại nhìn chồng tôi Anh cũng đang chờ xem thái độ của mẹ sẽ thế nào Rồi bà đứng dậy hằn học nhìn chúng tôi Lát nhớ đưa đủ 35 triệu Không thì đừng nhìn mặt vợ chồng tôi nữa Nói xong bà hậm hực đi vào trong Tôi và Hiệp nhìn nhau Dù đã nghe được từ tối qua Nhưng tôi vẫn quá bất ngờ về thái độ của mẹ chồng Thay đổi hoàn toàn trước và sau khi cưới Tôi còn đang nghĩ Không biết liệu mình có vào nhầm nhà chồng không đây từ sau hôm đó, mẹ chồng hỏi dò lương của tôi từ miệng chồng tôi, anh cũng thật thà khai hết là tháng lương tôi 7 triệu, còn chồng tôi lương 9 triệu. Thế là mẹ chồng tuyên bố, một tháng phải đưa cho bà 10 triệu chi phí ăn uống sinh hoạt. Tôi dãy lên không đồng ý, vì với mức sống ở thành phố này, hai vợ chồng chỉ ăn bữa tối ở nhà thì làm sao tốn hết từng đó. Thế là bà làm loạn lên, kêu chúng tôi không đưa thêm cho bà mua bộ quần áo hay đồng quà tấm bánh được hay sao mà chi ly đến vậy. Nếu mẹ chồng không phải loại tham lam như vậy thì tôi cũng chẳng keo kiệt với bà làm gì cả. Nhưng vì bà tính toán với tôi trước, thế thì tôi cũng chẳng để yên cho bà muốn làm gì thì làm. Thế nhưng chồng tôi thấy mẹ lu loa khóc lóc, lại thấy thương, liền bảo tôi thôi không nghe lời mẹ, coi như gửi mẹ tiết kiệm cho. Rồi sau này bà còn chăm cháu cho nữa. Tôi vẫn thấy vô lý, nhưng vì chồng đã nói thế, tôi cũng chẳng muốn hơn thua thêm, dù tôi biết làm gì có chuyện gửi bà mà vòi ra lại được. Thế là tháng nào hai vợ chồng cũng đưa bà 10 triệu, còn 6 triệu chúng tôi chia nhau tiêu. Tôi và chồng cũng hay có những nguồn tăng ca thu nhập thêm. Tôi với anh thống nhất sẽ cất chỗ đó đi để tiết kiệm cho sau này. Tôi cũng không dám để vàng với tiền hồi môn bố mẹ cho ở nhà nữa, tôi sợ với cái tính ấy có ngày lại không cánh mà bay, chẳng biết lý do. Từ hôm đưa tiền cho mẹ chồng hàng tháng, tôi cũng không đi chợ buổi sáng nữa vì tôi biết ngửa tay xin tiền bà để đi chợ chắc cũng khó khăn lên xuống mà bỏ tiền túi của mình thì ở đâu ra mà bù nổi. Có một hôm tôi nấu cơm, bình thường nhà tôi bốn người ăn con cá hơn một cân, vừa đủ, bây giờ nhà chồng tôi cũng bốn người, nấu bao lâu nay nên tôi biết sức ăn như nào. Nhưng mẹ chồng tôi chỉ mua một con cá khoảng 8 lạng, kêu tôi nấu. Thấy không đủ ăn, tôi lấy thêm trứng trong tủ lạnh ra rán thêm. Mẹ chồng tôi thấy lấy thêm trứng thì quát, có con cá đó rồi, nấu một món mặn đó làm canh thôi, nấu trứng làm gì nữa. Mẹ ơi, con cá đó làm sao đủ nhà mình ăn, bốn người lớn đấy mẹ đủ, không đủ cũng phải đủ, không đủ là do cô không biết cách nấu, chứ nhà tôi chỉ ăn thế thôi, tiền nong thì có hạn, cứ ăn hoang, có ngày ra đêm mà ở. Nói xong, bà dứt khoát giật mấy quả trứng trong tay cô cất vào tủ rồi đóng sập lại. Sau đó, bà ra xem tivi nhưng chốc chốc lại ngó vào xem tôi có lấy nữa không. Tôi nhìn con cá bé tí, nghĩ bụng lầm bẩm, được, mẹ thích thì con chiều tôi nấu đúng như mẹ chồng yêu cầu một món canh cá với dọc mùng lúc lên mâm tôi còn sắp cá ra đĩa riêng để nhìn mâm cơm đầy đặn hơn một chút mẹ chồng không nói gì còn chồng tôi thì ngơ ngác nhìn mâm cơm điều hưu ánh mắt anh nhìn qua tôi như chờ câu trả lời nhưng tôi thản nhiên dọn bát đũa rồi ngồi xuống ăn phớt lờ ăn bữa cơm đó tôi cố tình ăn chẳng nhìn ai cứ gấp liên tục cho mình rồi cho chồng ăn xong tôi buông đũa ngẩng lên nhìn mẹ chồng mặt bà đang lườm tôi cháy má vì con cá thì bé tôi lại gắp hết cho mình rồi cho chồng mà chẳng còn gì mấy để ăn đành chan canh ăn cho qua bữa sau tối hôm đó bà cũng mua đồ ăn dư giả hơn một chút nhưng mỗi lần đều xét nét đủ điều với tôi nào là cá kho mà rán là hao dầu hoang phí thịt luộc thì chỉ bỏ muối không cần gừng hành nước mắm thì pha ra không phí. Tôi im lặng làm hết, nhưng vẫn lén lút thêm này kia cho đủ vị, chứ nấu theo kiểu tiết kiệm quá đáng của bà, chắc tôi chẳng nuốt nổi cơm. Nhà có máy giặt, nhưng bà kêu quần áo vợ chồng tôi ít, không đủ lượt giặt, lại còn giặt hàng ngày quá hoang phí điện nước, nên bà kêu tôi giặt tay, hoặc dồn khi nào đủ lượt thì mới cho vào máy giặt, mà chờ đủ thì chắc quần áo vợ chồng tôi mốc mất. Nên hôm nào tôi cũng lén giặt nhanh khi bà ra hàng tạp hóa trông hàng. Có một hôm tôi đi làm về thêm hoa quả mà mẹ chồng chẳng mấy khi mua. Nên tôi ngé hoàng hoa quả đầu xóm mua một ít về. Dì bán hoa quả nhận ra tôi còn vui vẻ bảo tôi chọn rồi đột nhiên dì bảo tôi. Này, cháu ăn mặc cũng sạch sẽ sang trọng, chắc lương không ít đâu nhỉ. Tôi cười, nghĩ chắc gì hỏi cho vui, chứ không vô duyên đến mức thật sự muốn biết lương của tôi nhưng gì lại tiếp lương cao ấy thì đưa cho mẹ chồng cháu nhiều một tí bây giờ về làm dâu cũng phải đưa tiền ăn cho bà ấy chứ chứ đưa có mỗi 2 triệu làm sao bà ấy đủ chi tiêu tôi nghe thế liền ngẩng lên rõ ràng tôi đưa 10 triệu mỗi tháng cơ mà mẹ cháu bảo gì thế ạ à? ừ ngày nào gì chẳng gặp mẹ cháu đi chợ qua bà ấy nói cháu phải thêm miệng ăn mà đưa cho bà ít quá nên bà ấy cũng phải rè sẻn lại không thì không đủ chi tiêu. Tôi nghe xong, thấy tức trong lòng. Không ngờ mẹ chồng tôi cầm 10 triệu của hai vợ chồng mà lại nói là hai triệu. Còn nói như thể tôi không biết điều xấu tính. Bảo gì cân nhanh hoa quả cho tôi, tôi chạy nhanh về. Lúc tôi về thì mẹ chồng đang xem tivi cười hô hố trong nhà. Con chào mẹ, con mới đi làm về ạ. Tôi đặt túi hoa quả xuống Bà nhìn thấy con mỉa mai Ghê nhỉ Hôm nay còn dư tiền mua hoa quả về cơ Đâu xem nào Nói rồi bà nhổm người lại Nhòm xem tôi mua gì Còn định với tay lấy ăn Mẹ Mẹ đi nói với mọi người trong xóm Là con không biết điều Ăn ở nhà mà tháng đưa có 2 triệu cho mẹ thôi à Mẹ chồng nghe thế Thì buông túi hoa quả ra ngẩng lên nhìn tôi Sao Cô vừa đi làm về Đã chất vấn mẹ chồng thế à con vừa đi về qua hàng hoa quả, người ta đã nói thẳng vào mặt con thế, còn nói con không biết điều. Thế là thế nào hả mẹ? Thế tôi có nói sai không? Cô mà biết điều ấy, thì đã đưa nhiều hơn rồi. Mẹ, con đưa mẹ 10 triệu một tháng đấy. Mẹ đi nói người ta là con đưa có 2 triệu mà vẫn còn bảo con không biết điều ạ. À? Mẹ chồng biết lần này đuối lý, bèn đánh trống lảng. Thôi đi vào nấu cơm đi, thằng Hiệp sắp về rồi đó nhưng tôi không định thôi tôi phải nói cho ra lẽ chứ thấy nhiều nhà mẹ chồng đặt điều như vậy cứ im lặng đến khi có chuyện xảy ra thì chẳng ai hiểu còn xúm vào trách con dâu tôi không thể để bản thân rơi vào hoàn cảnh đó được lúc tôi định nói cho ra lẽ thì chồng tôi về anh nhìn hai mẹ con căng thẳng liền hỏi có chuyện gì vậy em Tôi liền kể hết chuyện cho chồng nghe Mẹ chồng ngồi bên cạnh còn cố gân cổ lên lu loa Mày dạy lại vợ mày đi hiệp Mới về trường được bao lâu đã học cái thói chất vấn mẹ chồng vậy mà coi được à Nhưng lần này chồng tôi đứng về phía tôi Mẹ, chúng con đưa mẹ 10 triệu một tháng Mẹ mẹ nói ra ngoài như vậy là không được rồi Mẹ nói vậy người ta nghĩ chúng con bất hiếu Thì người bị cười chê đâu chỉ có chúng con Mẹ xem lại đi ạ Hiệp nói xong, mẹ chồng không đáp, hằn học, tắt tivi rồi quay sang nói với chồng tôi. Mày bây giờ giỏi rồi, có vợ con, xong lập vinh vợ chăm chập. Mẹ mày cũng chẳng coi ra gì nữa rồi. Nói xong, bà ngoảnh đít đi thẳng vào phòng. Hiệp thấy thế, quay sang an ủi tôi. Thôi chắc mẹ nói vậy chứ không có ác ý đâu. Em vào nấu cơm đi, không muộn rồi. Tôi cũng chẳng nói thêm nữa, Ít ra, hôm nay chồng tôi đã công khai đứng về phía tôi. Hy vọng sau này mẹ chồng sẽ không làm gì quá đáng thêm nữa. Bố mẹ chồng tôi có một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở đầu xóm. Bình thường bà mở muộn lắm vì sáng không dậy được sớm. Nhưng nghe nói, ông bà có liêng hưu ngày xưa làm công nhân của nhà máy gì đó nên tiền bạc cũng không quá phải lo lắng. Tiệm tạp hóa chỉ để cho có công việc đỡ buồn chán tay chân mà thôi. Bố chồng thì không hay ở tiệm hay ở nhà Mà nơi hay đi nhất lại là bàn cờ ở đầu xóm Nghe Hiệp nói Ông không phải là người cờ bạc gì Chỉ là mê đánh cờ Nên hay ra đó chơi Đôi khi là xem người ta đánh cờ Người chơi cùng ông cũng là mấy ông bạn già Chơi cờ giết thời gian cho khuây khỏa Vì già rồi cũng chẳng biết làm gì Công ty hai đứa đều ở xa Nên bình thường chưa sẽ ở lại luôn chiều mới về hôm ấy như mọi ngày hai vợ chồng đi làm đột nhiên chồng gọi điện đến cho tôi giọng hốt hoảng vợ ơi đến viện luôn đi bố không ổn rồi tôi chưa kịp hỏi thêm điều gì thì hiệp đã cúp máy nhanh chóng xin nghỉ đột xuất với sếp rồi tôi vội vã chạy về lúc tôi vào tới nơi thì bố tôi đang trong phòng cấp cứu người ta không cho người nhà vào chỉ thấy mẹ chồng đang ngồi ngoài cửa khóc hiệp ngồi bên an ủi bà thấy tôi hiệp lo lắng nói Bố bị tai biến rồi, đang hôn mê trong đó, họ bảo cần can thiệp cái gì đấy, nếu không tắc mạch máu não là bố không xong đâu. Tôi có chút bất ngờ, mới sáng nay ông còn tỉnh táo bình thường, thế mà đùng một cái. Cố giữ bình tĩnh, tôi lại hỏi chồng, thế bao giờ họ làm phẫu thuật? Hiệp trầm ngâm nhìn sang mẹ, bao giờ nhà mình lo đủ chi phí, hết hơn 200 triệu em ạ. Đấy chỉ là chi phí phẫu thuật thôi, bây giờ nhà mình lấy đâu số tiền đó? Tôi nghe thế cũng bắt đầu lo. 200 triệu đâu phải là số tiền nhỏ mà đấy chỉ là chi phí cho phẫu thuật mà thôi. Tôi có người bạn từng nằm viện, ngoài tiền đó ra còn bao nhiêu thứ tiền như tiền nằm viện, tiền thuốc thang, ăn uống rồi người chăm sóc. 200 triệu e rằng không đủ. Tôi quay sang hỏi mẹ chồng, mẹ thì bây giờ mẹ có bao nhiêu rồi để chúng con tìm cách gom góp thêm. Bà vẫn đang khóc lóc, nghe tôi hỏi thế thì còn khóc to hơn. Làm gì có đồng nào hả con Có vài đồng lương hưu với cái tiệm tạp hóa nhỏ Lời lãi chỉ đủ sống Lo cái đám cưới cho chúng mày Chúng mày còn góp có hơn 30 triệu Tiền đâu mà lo cho bố mày bây giờ Nói rồi Bà lại gào lên khóc như sợ người ta không biết Lúc này tôi vẫn chưa tin lắm Vì tôi nghĩ Với cái tính của bà Thậm chí dám bòn rút tiền Của con dâu con trai như thế Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay Bà không tiết kiệm được đám cưới của chúng tôi cũng có khách khứa của ông bà đi mừng, lại làm ở quê hết bao nhiêu đâu mà bà làm như phải bán nhà mới làm được. Thế mà bây giờ lại nói như đã cho chúng tôi hết rồi, trong khi chúng tôi đã lấy được đồng nào của bà đâu. Tôi nhìn chồng ra hiệu kêu anh ra bản riêng, anh hiểu ý cũng đứng dậy đi theo. Tôi kéo Hiệp ra một góc xa, nhìn xem mẹ chồng có thấy không rồi mới dám nói. Anh nghĩ, có thật là mẹ không có đồng tiết kiệm nào không vợ chồng mình đưa bao nhiêu như thế đồ ăn hàng ngày cuộc sống cũng không phải xa hoa gì với từng đó lại không tiết kiệm nổi anh tin được không hiệp không nói gì anh làng tránh câu hỏi của tôi cũng dễ hiểu có lẽ sống với mẹ bao nhiêu năm chẳng lẽ anh mù quáng đến mức không nhận ra sự vô lý của mẹ nhưng chắc vì phận làm con anh chẳng dám nói gì thôi chuyện đó để sau Bây giờ tính cách lo tiền cho bố phẫu thuật kìa, không làm sớm, họ bảo có nguy cơ tử vong đấy. Tôi thấy thật vô lý, nếu bố chồng đến mức nguy cơ tử vong như thế mà vẫn không chịu lòi ra đồng nào, nhưng dù sao cũng là phận làm dâu, bây giờ lại đang lúc nguy cấp, tôi chẳng tính toán mấy chuyện đó nữa, để sau khi bố chồng tôi qua cơn nguy hiểm thì giải quyết sau cũng được tôi trích lại hết tiền của hai vợ chồng đi làm dành dụm đó giờ với tiền mừng tiết kiệm góp lại tất cả cũng chỉ được gần trăm triệu còn hơn một trăm triệu nữa thì biết lấy đâu ra tôi nói với hiệp chuyện đó anh suy nghĩ một hồi rồi nói hay là anh đi vay nóng chứ bây giờ cũng không biết kiếm đâu ra đừng anh tôi ngăn cản ngay vì tôi biết vay nóng lãi rất cao tiền lãi nếu chúng tôi không trả kịp thì lãi mẹ đẻ lại con Đến lúc đó, gánh nặng lại càng nặng thêm. Tôi đã thấy rất nhiều người chết chìm trong trả lãi, đã phải tự tử rồi, nói gì đến trả tiền gốc. "Chứ bây giờ anh biết làm sao?" Hiệp gắt lên với tôi, vò đầu bứt tai. Tôi biết anh đang dối nên cũng không dám nói gì, rồi bỗng anh nhìn tôi, "Hay là, hay là sao hả anh? Hay là em về vay bố mẹ?" "Bố mẹ em á?" À? Tôi có chút lưỡng lự nhìn anh hiệp liền nói tiếp bố mẹ chắc không thiếu gì số tiền này anh sẽ trả lãi như ngân hàng chứ em cũng biết vay nóng lãi cao làm sao trả nổi nhưng lãi ngân hàng thì anh tin là vợ chồng mình trả được em về thử hỏi bố mẹ được không cái sai của tôi lúc đó là lại tự mình về vay chính bố mẹ mình đáng lẽ khi lấy chồng rồi muốn vay thì phải là chồng tôi đích thân đến vay chứ không phải là tôi vì đây là công việc chung của hai vợ chồng anh là trụ cột thì anh phải đứng ra chứ tôi lúc đó đã không nghĩ nhiều nghe anh nói thì về vay bố mẹ luôn bố mẹ tôi nghe thấy thông gia nằm viện cũng không nề hà gì không chỉ đưa tiền cho tôi mà còn tức tốc vào viện xem tình hình như thế nào tôi đưa tiền cho chồng cùng với số tiền mới vay bố mẹ để đóng viện phí cho bố chồng lúc tôi đưa tiền mẹ chồng cũng ngồi đó đúng lúc ấy thì bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra chồng tôi vội hỏi bác sĩ về tình hình của bố thì mẹ tôi bỗng gạt đi hai đứa vào thăm bố đã chắc bác sĩ vất vả rồi để bác ấy đi nghỉ lát nữa hỏi sau không hiểu sao lúc ấy không nghi ngờ gì không cố hỏi bác sĩ về tình trạng của bố lại bảo thấy chồng sốt ruột nên bảo anh vào thăm bố luôn bác sĩ vừa đi chúng tôi định vào thì mẹ chồng kéo hiệp lại mẹ đưa tiền đây để mẹ đi đóng viện phí cho Xong rồi hai đứa vào thăm bố Lát xong mẹ vào Không nghi ngờ gì Lại đang xót bố Nên Hiệp đưa luôn 200 triệu cho bà Xong xuôi hai vợ chồng vào với bố Bố chồng đang nằm trên giường bệnh Trông mệt mỏi nhưng hoàn toàn tỉnh táo Không hề hôn mê như nãy Hiệp nói Tôi nhìn chồng Anh cũng nhìn tôi hoang mang Nhưng chúng tôi không để ý được nhiều Tiến và xem bố thế nào Bố chồng thấy chúng tôi thì mừng lắm Ông nói giọng mệt mỏi: "Các con vào rồi đấy à?" "Vâng ạ, chúng con vào rồi đây. Bố thấy trong người thế nào rồi ạ?" À? "À, chắc là trời nắng quá, bố bị say nắng nên mệt quá. Mẹ con gọi xe cho bố vào đây. Mà bà Hai đâu rồi nhỉ? Sáng giờ chưa thấy đâu." Nói rồi, ông nhìn quanh rồi nhìn ra phía cửa xem mẹ chồng có đi cùng với chúng tôi không. Nhưng sau khi cầm tiền, thì mẹ chồng tôi mãi không quay lại. Chờ một lúc lâu, tôi mới nhớ không biết bố chồng đã ăn gì chưa? Hỏi thì ông mới nói. Từ lúc đưa bố vào đây, bà ấy bảo ra ngoài gọi điện thoại cho các con rồi đi mất. Đã thấy quay lại đâu, bố đói cũng chẳng biết tìm ai để nhờ mua đồ ăn cả. Thấy vậy, vợ chồng tôi nhìn nhau, tôi vội đứng dậy. Thế để con đi mua cháo cho bố, bố chờ con chút nhá. Nói rồi tôi chạy ra ngoài luôn, tôi mua luôn cả ba suất cơm cho hai vợ chồng và cho mẹ chồng lúc đem cơm vào tôi thấp thoáng thấy mẹ chồng đứng ngoài sảnh bệnh viện với ai đó tôi gọi nhưng bà hình như không nghe thấy thế là tôi chạy lại gần hơn định hỏi xem bà đóng viện phí gì mà lâu thế nhưng tôi càng đến gần thì càng thấy người đứng cùng bà trông quen quen đó chẳng phải là lão giang chuyên ghi đề ở gần nhà tôi sao mẹ chồng tôi thì có liên quan gì đến lão có chút nghi ngờ tôi len lén đứng sau nghe ông cầm chỗ này trước lần sau tôi nghĩ cách đưa thêm giọng mẹ chồng tôi như cầu xin nhanh lên đấy không đến lúc tôi tính lại thì bà có trả nổi không tôi sẽ cố trả mà tôi còn tiền lương hưu với cái quán tạp hóa ông lo gì mà cũng còn con trai con dâu nữa chúng nó đi làm sẽ phụ tôi trả ông nghe đến đây dường như tôi lờ mờ hiểu ra tôi không trốn nữa lao ra thẳng giữa hai người mẹ mẹ đang làm gì đây mẹ nợ nần gì ông ta mà phải trả tiền mẹ chồng rất bất ngờ khi thấy tôi còn lão giang thì thản nhiên đứng một bên mẹ chồng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quát tôi cô theo dõi tôi đấy à đây không phải là việc của cô cô đi vào đi vừa nói mẹ chồng vừa đẩy tôi nhưng tôi gạt tay bà ra nếu không liên quan gì đến con sao mẹ nói con trai con dâu sẽ phụ mẹ trả cho ông ta mẹ nợ nần cái gì đi vào cô giỏi nhỉ lại định chất vấn cả tôi cơ đấy mẹ chồng định gào lên át tôi nhưng lần này tôi không chịu yên không hỏi được bà thì tôi hỏi người còn lại tôi quay ngoắt lại về phía ông lão giang ông nói đi mẹ tôi lợ gì ông nếu ông không nói thì cái chỗ ông ghi đề tôi sẽ không để yên đâu thấy thái độ của tôi ông ta liền trừng mắt mày dám động đến tao tao xem cả nhà mày có yên không nói xong thấy tôi có vẻ sẽ không chịu thua nếu không có câu trả lời lại không muốn thêm lằng nhằng lão liền bảo là mẹ mày Ghi đề chỗ tao Bây giờ nợ tới gần 500 triệu rồi Vừa mới đưa cho tao có 200 thôi Còn 300 chúng mày liệu mà trả đi Nếu không ấy, đừng có trách Lão Giang hằn học xong Thì nhổ nước bọt như dằn mặt tôi Rồi quay đi Tôi nhìn mẹ chồng Tôi nghĩ bà ấy chỉ xấu tính tham tiền thôi Không ngờ còn chơi lô đề Nợ đến gần 500 triệu Vậy cái số tiền 200 hôm nay bà đưa cho lão ta Mẹ Mẹ cầm tiền lúc nãy chúng con đưa cho lão ta rồi phải không Mẹ chồng lúc này vẫn còn cứng họng Vênh mặt lên với tôi Hừ thì sao Tao có nợ nần thì chúng mày là con Chúng mày phải có trách nhiệm chứ Mẹ Tôi tức đến chỉ muốn tát vào mặt bà mẹ chồng này một cái Vì số tiền đó mà bà ấy lừa các con, lợi dụng chồng để dựng lên màn kịch này lại còn vênh lên như thể mình chẳng sai tôi nhìn cái mặt như trêu ngươi lúc đó tức không nói lên lời nhưng chẳng thể làm gì được tôi liền chạy về phòng bệnh của bố chồng lúc đi vào tôi thấy bố chồng đang thiêu thiêu ngủ thì lại thương không biết có nên nói không chồng tôi thấy tôi xách đồ ăn về mẹ chồng đi đằng sau vội lấy ra ăn vì đói rồi còn kêu bố mới ngủ Thôi cho bố ngủ một lát con dậy ăn, mẹ ăn luôn với vợ chồng con nhé. Tôi nhìn người chồng còn chưa biết chuyện gì về mẹ mình, thật sự thương anh. Nhưng chuyện gì nên nói cũng phải nói. Chờ cho chồng ăn xong tôi mới bảo, "Mẹ, anh, hai người ra ngoài này, con có chuyện muốn nói để trong này cho bố ngủ." Mẹ chồng và Hiệp đi ra theo tôi. Lần này thái độ của bà không còn vênh như trước, nhưng cũng không có vẻ gì là hối lỗi cả. "Mẹ, có thật như thế không?" Thì đúng thế Nhưng mà bây giờ mẹ nợ thế rồi Chúng mày cũng nên có trách nhiệm với tao chứ Tôi nói luôn Mẹ Chuyện này là mẹ gây ra Mẹ cũng lớn tuổi rồi Có còn là trẻ con đâu mà chuyện mình gây ra rồi bỏ đó Bắt người khác chịu trách nhiệm Chúng con cũng chẳng dư dật gì Để có số tiền đó Con phải gom hết tiền tiết kiệm Sinh con của hai đứa Rồi còn đi vay của bố mẹ con 100 triệu đấy Bố mẹ cô giàu mà 100 triệu đáng là bao Mẹ, bố mẹ con giàu thì liên quan gì đến mẹ? Có ăn cướp lừa đảo gì của mẹ không? Mấy người giàu ấy mà, không lừa của tôi thì cũng lấy của người khác nên mới giàu chứ. Mẹ, thấy tôi sắp nhảy lên đến lời, hiệp liền can ra. Thôi con xin mẹ, anh xin em, em không nói nữa để anh bảo mẹ. Nếu không vì hẹp can ra, có lẽ tôi đã thật sự động tay chân với mẹ chồng. Tôi hậm hực đứng sang một bên Hiệp quay qua nói với mẹ Mẹ, cái chuyện này con không bênh nổi mẹ Mẹ sai rõ ràng Mẹ nói đi, mẹ còn nợ ai nữa không Hay chỉ có 500 triệu này của lão Giang thôi Mẹ chồng lúc này mới khoanh tay hạ giọng Có 500 triệu này thôi Mà đã vừa trả được 200 triệu rồi Mẹ lấy cặp tiền viện phí của bố con đi trả nợ nô đề Mẹ xem thế có chấp nhận được không bố mày chỉ bị cảm nắng thôi bác sĩ nói có sao đâu nghỉ ngơi tí là chiều về được rồi hiệp đứng hình khi nghe mẹ nói bà lúc này cũng đã nhận ra mình vừa nói hớ mẹ thế mẹ lừa cả tiền chúng con à mẹ thật là bây giờ thì chính hiệp cũng bất lực với mẹ mình anh chẳng buồn nói nữa mẹ chồng chắc bây giờ mới nhận ra mình sai được rồi là do mẹ lừa chúng mày nhưng mà bố mày đúng là không sao Bây giờ mẹ còn nợ 300 triệu Mà mày biết rồi đó Lão Giang đâu về vặn vừa gì đâu Không trả Chắc lão siết nhà mình mất Còn cố gắng giúp mẹ đi Hiệp im lặng không nói gì Anh bối rối Vì chính anh cũng không biết bản thân Có giúp được không Mẹ để chúng con tính Nhưng mẹ phải nói thật đấy nhá Có đúng là chỉ nợ chỗ này không thôi Đúng mà Mẹ chỉ nợ đây thôi Bác sĩ nói bố chồng tôi chỉ bị say nắng nhẹ thôi, nghỉ ngơi đến chiều là có thể về nhà. Tôi thấy mẹ chồng thật đáng khinh khi mà lợi dụng chồng để lấy tiền trả nợ cho cái thói lô đề của mình. Tôi vẫn thắc mắc là tại sao lúc đó bà không nói lên thành 500 triệu thì bà có bảo là lúc đầu bà tưởng chỉ nợ chừng đó, ai ngờ khi đưa thì lão Giang nói, lãi mẹ đẻ lại con, bây giờ lên tới 500 triệu rồi biết bà không trả được nữa nên lão mới thôi không lấy lãi. Chắc lão cũng biết quá sức mẹ tôi rồi nên lão mới tha, chứ trên đời này làm gì có ai ghi số đề mà tốt bụng như thế. Bố chồng nghỉ ngơi ở nhà thêm 2 ngày thì hoàn toàn bình phục. Ông vẫn chưa biết chuyện vợ mình chơi lô đề bị người ta đòi nợ, phải lợi dụng cả ông để lừa chúng tôi lấy tiền. Nếu biết, có khi ông còn bệnh nặng hơn. Sau hôm đó, chồng tôi quyết định sẽ đi làm trả nợ dần, nhưng anh cũng sợ bà sẽ lại chơi lô đề chỗ khác, nên anh nghĩ không được để bà cầm tiền nữa, anh nói với mẹ. Từ giờ, hàng tháng chúng con không đưa mẹ tiền trợ nữa, Linh cũng là phụ nữ, cô ấy sẽ quán xuyến chuyện trong gia đình, tiệm tạp hóa, mẹ chỉ cần ngồi bán hàng thôi, tiền nong con sẽ quản hết. À, thì ra bây giờ mày định quản tao như con mày đấy à? Cái tiệm tạp hóa là của tao, mày định trèo lên đầu tao mà ngồi luôn hay gì? mẹ chồng nghe xong thì dãy lên như đỉa phải vôi. Cũng phải, lâu nay bà cầm tiền, quản lý chi tiêu trong nhà, thích ăn gì thì ăn, thích mua gì thì mua. Bây giờ bị thu đến mất quyền đó, làm gì chịu yên bình mà nghe theo chứ. Nhưng Hiệp rất cương quyết, anh nói với mẹ, mẹ cầm tiền, mẹ có chắc sẽ không quay lại con đường cái không? Số tiền 300 triệu mẹ đã lỡ rồi, thì con là phận con, con chịu trả cho mẹ Nhưng con không thể cả đời cứ chạy theo trả nợ cho mẹ mãi Nếu không ngăn chặn từ giờ Ai biết tương lai còn món nợ nào khác không Mẹ chồng lúc này không nói lại Quay sang chỉ vào mặt tôi Hả, cái con này, mày xui nó làm thế phải không Mày vừa về nhà tao không bao lâu, chưa làm được cái gì Đã có ý định làm vương làm tướng à Tôi lần này quyết định im lặng Bây giờ tôi có nói gì thì mẹ chồng vẫn nghĩ xấu cho tôi thôi huống hồ bây giờ chồng tôi đã biết đúng sai tôi nói cũng chẳng để làm gì còn khiến gia đình thêm xáo trộn bất hòa nghĩ vậy nên tôi quay đi lên nhà nào ngờ mẹ chồng chạy theo túm tóc tôi lại miệng gào lên à con này tao nói mà mày khinh khỉnh quay đi à hôm nay tao phải cho mày một trận mẹ chồng giật ngược tóc tôi ra sau khiến tôi đau điếng hét lên hiệp phải ra can mãi mới gỡ được tay bà ra tôi bực lắm nhưng bây giờ đánh lại không được cãi lại cũng không xong tôi liền bỏ lên nhà có lẽ bị chính con trai tước mất quyền lực trong nhà đã khiến mẹ chồng như phát điên lúc này tôi đấu lại chỉ có thiệt thân mà thôi từ tháng sau đó tôi không đưa tiền lương cho bà nữa Chi tiêu ăn uống trong nhà do tôi quản lý, sáng tôi đi chợ mua đồ ăn, đồ dùng trong nhà hết cũng tôi tự mua, hiệp dặn không được đưa bà một đồng nào, tiệm tạp hóa anh vẫn để bà ngồi bán, nhưng hàng ngày anh qua kiểm tra, còn đặt cam ở chỗ tính tiền, một xu anh cũng không để lọt. Mẹ chồng lúc đầu cũng phản kháng, kêu chúng tôi hành hạ bà này kia, nhưng hiệp cương quyết không đổi ý. Thỉnh thoảng bà lại kêu có việc này việc kia, xin tôi tiền gì đó, nhưng nghe lời hiệp tôi không đưa. Những lúc như thế bà lại chửi bới rồi đi nói xấu tôi khắp nơi. Nhưng tôi không quan tâm lắm, vì ít nhất trong nhà này có chồng tôi hiểu tôi và biết được bộ mặt của mẹ chồng, duy chỉ có bố chồng vẫn nằm ngoài mọi chuyện, chỉ nghĩ mẹ chồng quá ác cảm với tôi. Lâu lâu còn khuyên tôi nhịn đi vì bà cũng già rồi. Tôi nghe lời bố chồng chẳng chấp nhặt với bà nữa. Hai vợ chồng cố cày cuốc tiết kiệm gần một năm trong yên bình, trả được hơn 200 triệu nữa. Chỉ còn 100 triệu của Lão Giang và 100 triệu của bố mẹ tôi. Vẫn may là lúc đó tôi không hề động đến tiền vàng hồi môn của mình. Không thì chắc giờ tôi hối tiếc lắm. Vì lại đem tiền vàng bố mẹ cho để đi trả cho bà mẹ chồng không ra gì như vậy. Còn tiền vay bố mẹ Tôi nhất định kêu chồng sang trả bố mẹ tận tay. Cuộc sống yên bình nếu cứ thế tiếp diễn thì chẳng có gì để nói, tôi và chồng sẽ sớm trả hết nợ và chúng tôi sẽ trở lại cuộc sống xưa còn tính chuyện có con. Hôm ấy đi làm về, lúc chuẩn bị đi ngủ thì hiệp tự dưng kể chuyện ở cơ quan có sếp mới về là nữ, lớn tuổi rồi, hình như không chồng. Bà ấy tỏ ra rất quý anh vì nghe nói anh làm việc tốt nhất trong team marketing Tôi nghe nhưng cũng không để ý nhiều Cho đến ngày hôm đó Lúc tôi đem áo sơ mi của chồng đi giặt Thì thấy trên cổ áo anh có vết son môi Còn là màu hồng cánh sen Làm gì có cô gái nào lại đi dùng Cái màu son quê mùa đó Lúc đó tôi vẫn rất tin chồng mình Còn nghĩ là chắc là do chị nào trong công ty trêu Hoặc vô tình quệt vào áo anh còn thắc mắc là ai lại đi dùng cái màu đó để trêu chứ? Màu đỏ thời thượng không phải dễ lửa hơn sao? Cho đến một hôm, hôm ấy chồng nói công ty anh hôm ấy liên hoan, chắc anh về muộn. Còn nói tôi không cần đợi, cứ ngủ trước. Tôi nghe lời anh, ăn xong làm mấy việc linh tinh rồi đi ngủ. Cho đến khi tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm, sờ bên cạnh vẫn không thấy chồng đâu. Tôi xem đồng hồ gần 3 giờ sáng mà chồng chưa về, tôi hốt hoảng gọi điện cho anh sau những tiếng tút dài chẳng có ai nghe máy tôi gọi thêm lần nữa lần này đầu dây bên kia nhấc máy là một giọng nữ trung liên alo hiệp đang say quá không nghe được tôi chưa kịp nói câu nào thì bên kia lại cúp máy lúc này tôi hoang mang thật sự chồng tôi đang ở bên người phụ nữ khác lại còn là nữ trung niên bất giác tôi nhớ đến vị xếp nữ mới đến và màu son hồng cánh sen vương trên sơ mi của anh lần trước. Tôi lo lắng đến nỗi, đêm đó chẳng ngủ nổi, trong đầu hiện ra hình ảnh anh ân ái với người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi, tự cảm thấy thật ghê tởm. Không biết tôi đợi bao lâu thì ngủ thiếp đi, mãi cho đến lúc có tiếng lạch cạch mở cửa làm tôi tỉnh giấc, hiệp mệt mỏi bước vào phòng, quần áo thì sọc sạch. Tôi vội lao đến hỏi anh, Tối qua anh đi đâu? Sao cả đêm không về? Em gọi cũng không nghe máy. Anh rốt cuộc đi đâu? Hiệp thấy tôi nói như sắp khóc. Anh vội buông cặp xuống giường, ôm lấy tôi, nhẹ nhẹ vỗ lưng an ủi. Anh xin lỗi, tối qua anh say quá, nên ngủ lại nhà một người đồng nghiệp. Anh không nghe thấy điện thoại của em. Anh xin lỗi, làm em lo lắng rồi. Lúc này, chẳng hiểu sao nước mắt tôi trào ra, tôi nghe những lời anh nói nhớ lại giọng nữ trung liên tối qua nghe điện thoại của anh tôi định hỏi anh là ai thì vô tình nhìn sang cổ áo anh lại là màu son hồng cánh sen đó chẳng lẽ anh anh nói thật đi hôm qua anh ngủ lại nhà đồng nghiệp nào hiệp buông tôi ra nhìn ánh mắt của tôi anh dường như sợ hãi điều gì đó liền đánh trống làng tháo cà vạt nhà thằng nam vẫn làm với anh đó mà anh mệt lắm rồi anh ngủ tí nhé không để tôi hỏi thêm hiệp nằm xuống kéo chăn vờ ngủ tôi rất muốn kéo anh dậy hỏi cho ra lẽ nhưng thấy anh có vẻ mệt mỏi thật cũng sợ tôi nghi oan cho anh lại để anh ngủ dậy mới hỏi lúc anh ngủ tôi xuống nhà đi chợ mua thức ăn hôm nay ngày nghỉ tôi có nhiều thời gian để hỏi nhưng trong đầu tôi vẫn cứ thắc mắc mãi tôi chỉ sợ những điều tôi nghi ngờ là sự thật thì tôi biết phải làm sao tôi có gọi cho nam và câu trả lời lại càng khiến tôi hoang mang hơn chồng tôi đã nói dối buổi trưa hiệp mới ngủ dậy anh kêu đói bộ đồ hôm qua anh đã tắm và thay ra tôi để anh ăn cơm xong đi lên phòng mới hỏi tôi mở lời trước chồng lấy nhau cũng hơn một năm rồi anh nói thật đi, anh có gì giấu em không? Hiệp nhìn vẻ nghiêm túc của tôi, cượng gạo cười. Em sao thế? Tự dưng hỏi thế. Anh cứ trả lời em đi. Hiệp ngần ngừ một chút rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói. Anh đảm bảo là từ khi có em, anh chỉ yêu và chung thủy với mình em thôi, không hề tơ tưởng đến một ai khác. Vậy đêm qua, anh nhậu say có thật là ngủ ở nhà Nam không? Tôi thoáng thấy sự bối rối trong mắt của chồng nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Em muốn biết điều gì Em đã gọi cho Nam Nó nói đêm qua anh không ở đấy Hiệp im lặng Dường như anh chẳng thể chối cãi sự thật này Đến lúc này thì tôi cũng lật bài ngựa Đêm qua Lúc em gọi anh Có một người là nữ Giọng trung niên đã nghe máy Chồng tôi có vẻ bất ngờ Anh nhìn tôi rồi cụp mắt xuống Em thấy vệt son màu hồng cánh sen trên áo anh Đây không phải là lần đầu lần trước em tưởng các chị ở cơ quan trêu anh nhưng thêm sự việc hôm qua em nghĩ đấy không phải hiệp vẫn im lặng nhìn xuống chân anh có gì muốn nói với em không mất một lát hiệp mới thở dài đến bên cạnh tôi anh xin lỗi vì đã nói dối em đêm qua đúng là anh không ở nhà nam mà ở nhà sếp mới tôi đã đoán được kết quả nhưng khi nghe chồng thú nhận tôi vẫn không khỏi đau lòng anh say quá chị ấy đưa anh về nhà chị ấy nhưng mà anh thề anh không làm gì có lỗi với em cả lúc đó anh say không biết gì nữa nên chị ấy đưa anh đi lúc nào anh cũng không biết mà em cũng hiểu anh say là anh ngủ như chết có biết gì đâu anh có chắc là anh không làm gì không chắc sáng dậy quần áo anh vẫn nguyên chỉ thấy chị ấy ngủ bên cạnh tôi im lặng có lẽ chồng tôi nói thật anh chỉ yêu mình em thôi em tin anh nhá Sau này nếu không có việc gì Anh sẽ giữ khoảng cách với chị ấy Không để em phải suy nghĩ đâu Tôi nhìn anh Vẻ thành thật trong mắt chồng Khiến tôi cuối cùng cũng lựa chọn tin anh Sau hôm đó Anh vẫn cẩn mẫn đi làm Đúng giờ, về đúng giấc Không la cả đâu Nếu có cũng sẽ gọi điện thoại Để báo cáo với tôi Những tưởng cuộc sống yên bình Cứ thế tiếp tục cho đến một hôm hôm đó tôi tan làm vừa ra đến cổng công ty thì một người phụ nữ ăn mặc trung tuổi đeo kính dâm khẩu trang kín mít tiến tới trước mặt tôi cô là linh phải không phải có chuyện gì sao tôi ngờ vực vừa nói xong thì một đám phụ nữ nhào vào tôi người túm tóc người cố lột đồ của tôi ra có người còn quay clip bọn họ gào lên cho chừa cái thói cướp chồng nhé con đĩ tao đánh cho mày chừa mày chết này mày chết này Tôi cố vùng ra Nhưng không được đành cố gào lên Bỏ ra Ai cướp chồng mấy người Tôi báo công an đấy Hả? Mày còn ra mồm à Đánh cho mày chừa nhá Chết này Mấy người càng đánh càng hăng hơn May mà tôi mặc áo chống nắng dày Bọn họ chưa lột được gì Thì bác bảo vệ đã chạy ra dẹp loạn Làm cái gì đấy hả Tôi báo công an phường hết bây giờ Bọn họ buông tôi ra Tôi mới định thần lại được Bác bảo vệ làm gì cái loại cướp chồng này để bọn tôi đánh cho nó chừa. Bọn họ còn chỉ mặt chửi bới tôi nhiều câu nữa. Lúc này tôi mới để ý người phụ nữ trung niên đeo khẩu trang, kính dâm kín mít. Đến hỏi tôi vẫn đứng ở góc xa. Tôi hiểu ra người đó mới là chỉ huy của đám này. Liền mặc kệ tất cả lao lên giật kính với khẩu trang của chị ta xuống. Một khuôn mặt xa lạ nhưng màu son hồng cánh sen khiến tôi kịp hiểu ra chị ta bị bất ngờ thì vội che mặt lại rồi quay đầu chui vào chiếc xe ô tô bên cạnh. Mấy người còn lại thấy thế cũng leo lên xe rút nhanh trước khi đi còn chỉ mặt tôi mày nhớ đấy chưa xong đâu. Bác bảo vệ tiến tới hỏi tôi có sao không nhưng trong đầu tôi còn đang nghĩ về màu hồng cánh sen chẳng quan tâm tới bác hay đám đông tò mò xung quanh nữa. Tôi chạy thẳng tới công ty chồng với bộ dạng đầu bù tóc rối đó. Hiệp đang làm việc, thấy tôi thì bất ngờ. Sao em lại đến đây? Mà em bị sao vậy? Tôi không quan tâm câu hỏi của chồng, đảo mắt nhìn quanh, sếp anh đâu, sếp mới. Hiệp nhíu mày nhìn tôi, em hỏi sếp anh làm gì? Trong mắt anh dường như có một tia lo sợ điều gì đó. Đúng lúc này thì người tôi cần tìm đã về đến cửa phòng, vẫn nguyên chiếc kính dâm và đôi môi hồng cánh sen đó thấy tôi chị ta bất ngờ vì không nghĩ tôi biết chị ta ở đây mà đến đây rồi hôm nay thì rõ ràng luôn hiệp nhìn tôi rồi nhìn sếp ngơ ngác chẳng để anh đợi lâu tôi nói luôn hôm nay sếp anh đã đến tận công ty em đánh ghen đấy nói là em cướp chồng chị ta anh bảo chị ta không có chồng cơ mà hiệp nhìn sếp ánh mắt có phần giận dữ tôi nói tiếp anh nói đi rốt cuộc là sao lúc này đồng nghiệp của hiệp bắt đầu tò mò lại gần xem nhưng tôi không làm gì sai Nếu không rõ ràng ở đây thì chẳng nơi nào thích hợp hơn nữa Hiệp kéo tôi ra sau anh Tiến vào giữa tôi và chị ta Chị Vân có thật thế không? Chị ta vẫn đang rất vinh váo Khoanh tay lại Hiệp đang là cơ quan Cậu để vợ cậu làm loạn sao? Chị cũng biết là cơ quan Mà đến công ty vợ em đánh ghen cô ấy Cô ấy gướp chồng chị sao? Lúc này đồng nghiệp xì xào ầm lên Chị ta cũng bắt đầu trột dạ Em biết chị quý em nhưng cái tình cảm ấy em chỉ chấp nhận nó ở mức chị em đồng nghiệp Còn chị để ảnh hưởng đến gia đình em như vậy thì em không tôn trọng chị nữa Nói xong Hiệp kéo tôi đi về Tôi ngoái lại nhìn thì thấy chị ta nhìn theo vẻ mặt tức tối Cậu có muốn làm việc nữa không hả? Nhưng Hiệp chẳng quan tâm anh vẫn kiên định kéo tôi đi về Điều này khiến tôi càng tin chồng mình thật sự rất trung thủy với mình Sau hôm đó, Hiệp dứt khoát làm đơn xin nghỉ việc anh nói, anh đi làm vì gia đình, nếu để mất gia đình thì còn đi làm làm gì nữa, không làm chỗ này thì làm chỗ khác, anh có năng lực, không sợ đói. Tôi nhìn người chồng đáng tin cậy trước mắt, nở nụ cười mãn nguyện. Lúc này, tôi cũng nói thật với anh, về ngôi nhà hồi môn ở ngoại thành đang cho thuê, anh tính sẽ buôn bán cái gì đó, cải tạo lại dưới đó và hàng tạp hóa bây giờ của mẹ chồng, có lẽ anh có duyên buôn bán, lên làm ăn rất phát đạt. Thêm một năm nữa, vợ chồng tôi trả hết nợ nần, cũng đón một thiên thần nhỏ. Ngẫm lại, có đôi khi gia đình chồng là một gia đình cá biệt, khi mẹ chồng khó tính quái ác. Nhưng bù lại, tôi có một người chồng xứng đáng để tôi tin tưởng và dựa vào. Quý vị và các bạn thân mến, ai rồi cũng trở thành bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ, hoặc may mắn được làm cả hai vai ấy bởi vậy câu chuyện có làm chúng ta lắc đầu chê trách hoặc mỉm cười đồng tình vì cách hành xử của các nhân vật trong câu chuyện thì cũng là bởi chúng ta thấy các nhân vật trong câu chuyện đúng là đặc biệt nhưng họ dường như đã bước ra từ một ngôi nhà nào đó một mái ấm thân quen nào đó rất gần gũi với chúng ta thật may mắn cho gia đình nào có cô con dâu có phần đáo đẻ nhưng cũng là người biết cư xử và vun vén cho gia đình như cô gái trong câu chuyện. Và có cô con dâu như thế, gia đình nào rồi cũng sẽ vượt qua những tháng ngày trông tranh để có được ấm êm hạnh phúc phải không các bạn? Audio chuyện hay, hy vọng đã đem tới cho quý vị và các bạn những phút giây thực sự thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.